tức là cái khái niệm người ta đưa ra đầu tiên là về hình đồng dạng hình đồng dạng nó nó đơn giản như vậy tôi tôi là một phiên bản đang đứng này chúng ta xem cho cái bộ phim bản hình ấy thì nó có một phiên bản thu nhỏ bên cạnh của thầy đây chính là hai hình đồng dạng mắt mũi chân này giống y xì nhau nhưng nó sẽ có cái tỷ lệ tương ứng ví dụ chẳng hạn có một cái hình đồng dạng thu nhỏ của thầy bên cạnh này bằng một nửa của thầy thì mắt nó sẽ bé hơn của thầy bằng một phần hai tay nó cũng có chiều dài ngắn hơn một phần mấy ạ còn hai ví dụ này hoặc một phiên bản nó gấp 3 lần thầy thành người khổng lồ thì tương ứng mắt của nó sẽ to gấp 3 lần mắt của thầy đúng không thì đấy là cái hình đồng dạng là tổng quan thì nói về uh, nói về tam giác thì cũng vậy hai cái tam giác đồng dạng thì nó chính là hai hình đồng dạng tổng quát đâu thì về chi tiết là nói về hai tam giác đồng dạng hai tam giác đồng dạng là hai tam giác có các cạnh của nó tương ứng tỷ lệ đúng không? ví dụ như chẳng hạn là tôi có một cái tam giác này chỉ phép các con là tôi sẽ À, giảng để đây là nhóm dành cho sinh giỏi tôi chỉ nói cái định hướng thôi. Nhưng một cái tam giác ABC của thầy có hai cạnh là 2 3 4 đi. Yeah. Thì một cái tam giác một cái hình đồng dạng một cái tam giác khác đồng dạng nó sẽ có tỷ lệ gấp 1,5 lần. Thế thì đương nhiên là sẽ cao hơn này. Ví dụ thế thì thằng này 2 nhân 1,5 là mấy ạ? Là 3. Thằng này 3 nhân 1,5 là 4, mấy? 4,5. Và cái cạnh này sẽ là bao nhiêu ạ? À, 6. Ví dụ đây chính là hai tam giác đồng dạng thì các bạn bây giờ về cạnh thì chúng ta hiểu rồi các bạn bảo thấy ơi thì con đang đặt ra một câu hỏi là liệu góc nó có đồng dạng không à vâng dự đoán là góc có thể đồng dạng đúng không thế thì tổng ba góc của tam giác này bằng bao nhiêu độ à thế thì tổng ba góc này phải to hơn à à thế thì vậy góc có đồng dạng không nhỉ à góc nó sẽ tương ứng bằng nhau còn cạnh thì đồng dạng được bởi vì tổng ba góc của một bất kỳ một tam giác nào luôn bằng bao nhiêu độ nào Thế chẳng nghĩa cái thằng này là ba góc này của nó bằng 180 mà thằng này gấp 1,5 lần thì nó nhân thêm Sai sai, đúng không? Như vậy góc thì bằng nhau còn cạnh thì tương ứng sao ạ? À quên xin lỗi, góc đúng rồi, góc bằng nhau cạnh thì tương ứng tỷ lệ. Đúng không? À, góc này bằng góc này. Góc này khoanh có một gạch thì khoanh một gạch. Góc này khoanh hai gạch. góc thì bằng nhau. Đấy là khái niệm về tam giác đồng dạng. Vậy hai tam giác đồng dạng thì cho chúng ta biết là các cạnh tương ứng tỷ lệ còn góc thì lại tương ứng bằng gì bằng nhau và ký hiệu của hai tam giác đồng dạng là chính là cái dấu ngã ngược lại đây chính là ký hiệu tam giác đồng dạng đây là toàn bộ nội dung bài học khái niệm về tam giác đồng dạng chúng ta đến với phần một nhỏ kiến thức cần nhớ Thì, thì người ta nói rằng là à, tam giác abc mà đồng dạng với tam giác a b c khi tức là ngay cái ký hiệu chúng ta học về tam giác bằng nhau rồi thì cái ký hiệu bằng nhau nó là tương ứng là góc và đỉnh tương ứng đúng không thì cái tam giác đồng dạng cũng vậy thì ví dụ tôi xoay rằng cái bài này tam giác ở đây là tam giác abc nên là tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy đây chính là hình ảnh của hai tam giác đồng dạng. Okay? thì hai tam giác này đồng dạng khi nào? Khi nó phải tồn tại hai cái thông tin ở đây, thứ nhất là cạnh tương ứng bằng tỷ lệ AB phần A phẩy B phẩy bằng BC phần B phẩy C phẩy và bằng CA phần C phẩy A phẩy và bằng k và k được gọi là tỷ lệ k là hệ số tỷ lệ ví dụ như ở đây là nếu mình tính k đây k sẽ bằng bao nhiêu hai phần ba ab mà chia cho a về về thì k ở đây hệ số tỷ lệ là hai phần mấy ạ hai phần ba và cái góc bằng nhau nó là góc a bằng góc a phẩy góc b bằng góc b và góc c thì bằng góc c Đó, đây là hình ảnh và nội dung về hai tam giác đồng dạng đây là tam giác abc và tam giác a b c cái khái niệm là hai tam giác đồng dạng khi nó có ba cặp cạnh tương ứng tỷ lệ và ba cặp góc thì tương ứng bằng gì bằng nhau nó giống như mình học ấy thì mình học cố gắng mình học để mình có cái tư duy mình nhớ nó giống như kiểu khái niệm về hai tam giác bằng nhau Đấy, quay trở lại một chút để xong mình lại luận nhé học học toán ấy, người thông minh người ta học người ta luận nhanh lắm à, bằng tam giác a b c thì các cạnh tương ứng bằng nhau đúng không các góc tương ứng bằng nhau đúng không thế thì để chứng minh được hai tam giác bằng nhau thì người ta có mấy cách ạ có ba cách đúng không đó là cạnh cạnh gì cạnh góc gì và góc cạnh gì à, thế thì đặt ra một câu hỏi là chứng minh hai tam giác đồng dạng thì chắc cũng không cần thiết phải nêu nhiều như vậy đâu nó sẽ có dấu hiệu để chúng ta nhận thấy hai tam giác đồng dạng để chứng minh cho nó nhanh nha thì người ta có cách số 1 à, cách số 1 cách một để chứng minh tam giác đồng dạng cách một chứng minh tam giác đồng dạng đó là cách sử dụng là cạnh 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 chỉ cần nhìn vào đây nó giống như kiểu chứng minh hai tam giác bằng nhau hai tam giác bằng nhau thì ba cặp cạnh tương ứng bằng nhau còn đồng dạng là phóng to và thu gì thu nhỏ thì dẫn đến là ba cặp cạnh này sẽ tương ứng tỷ lệ thì ta kết luận ngay hai tam giác ấy đồng gì đồng dạng vậy thôi nhưng là cách thứ hai à, cách thứ hai thì chia sẻ cho chúng ta đó là trường hợp là cạnh góc cạnh tức là nó sẽ có hai cặp cạnh bây giờ bằng nhau là trường hợp trường hợp đồng dạng đặc biệt đấy tức là tỷ lệ của nó là một một không nó vẫn là trường hợp đồng dạng nhưng mà nó bằng nhau á tức là k của nó bằng mấy á? bằng một các cạnh này bằng nhau đấy ta tác bằng nhau vẫn là đồng dạng với tỷ lệ đồng dạng là bằng k bằng một đâu có hiểu chưa thế còn bây đồng dạng là hình phóng to và thu gì thu nhỏ vậy thôi đấy còn nó bằng nhau là trường hợp đặc biệt tỷ lệ một thì cách hai là cạnh góc cạnh tức là mình sẽ nêu được ra gì đây hai cặp cạnh tương ứng tỷ lệ và cái góc sen giữa sẽ bằng gì y xì như ở chứng minh tam giác đúng không và trường hợp cách thứ ba chúng ta sử dụng cách thứ ba chúng ta sử dụng đó là trường hợp là góc góc các bạn bảo thấy ơi sao lại không sử dụng à, à cạnh nữa ạ à? bởi vì nếu như hai tam giác mà nó có hai cặp góc bằng nhau rồi thì cặp góc còn lại tự nó phải bằng gì vì mỗi tam giác có ba góc không? Thì ngay cái định nghĩa này là hai tam giác đồng dạng khi có ba cặp góc tương ứng bằng nhau không? Thì như vậy là chính là hình đồng dạng thì cần gì phải nói đến cạnh nhỉ? Có đúng không? Bằng nhau thì mới cần là cặp góc bằng nhau và cạnh xem giữa bằng nhau. Nhưng còn đồng dạng thì chỉ cần có gì? Góc góc này nó bớt đi một chút. Đấy là sự so sánh sẽ khác nhau giữa chứng minh tam giác bằng nhau và chứng minh tam giác đồng dạng. Đây là toàn bộ nội dung kiến thức để chúng ta lắp vào để chứng minh một cái à, tam giác đồng dạng thì con nhìn vào ký hiệu của nó này nó giống này cạnh 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 này tức là con chỉ ra là phải tương ứng tỷ lệ tỷ lệ nhá ba cặp cạnh tương ứng tỷ lệ này hai cặp cạnh tương ứng tỷ lệ và góc xen giữa thì bằng gì góc thì phải bằng nhau rồi đúng không nguyên tắc của nó thế còn cạnh thì là tỷ gì tỷ lệ còn cạnh trường hợp bằng nhau là trường hợp đặc biệt Mà chính là tam giác bằng nhau đúng không và góc góc nữa nếu mình chỉ được ra hai tam giác và hai cặp góc tương ứng bằng nhau lập tức kết luận ngay hai tam giác ấy đồng gì quay trở lại lớp 7 được học khi các con chứng minh được hai tam giác bằng nhau trong trường hợp cạnh 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 thì con suy ra là các cặp góc tương ứng bằng gì bằng nhau hai con chứng minh nó bằng nhau trong trường hợp cạnh góc cạnh thì con cũng suy ra ngược lại cặp cạnh tương ứng bằng nhau cặp góc tương ứng bằng nhau đúng không thế thì hình này đây, đây là ba cách chứng minh tam giác đồng dạng nếu con chỉ được ra hai tam giác đồng dạng trong trường hợp góc góc thì con suy ngược lên là các cặp cạnh của nó sẽ tương ứng tỷ gì tỷ lệ là vậy thôi có hiểu được không dạy này có hiểu được không? Xong hết kiến thức của về lý thuyết của hai tam giác độc dạng. Và để trải nghiệm và vận dụng nó thì chúng ta sẽ đến với một bài tập khởi động đầu tiên. À, để chúng ta sẽ có một chút cái tư duy để lắp bài công thức phải bằng. Đúng không? À. Thế còn à, tôi sẽ mở rộng thêm một chút xíu 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 như thế này tức là các bạn sẽ thắc mắc là thầy ơi thầy nói về tam giác thường là như vậy liệu tam giác vuông như thế nào là thầy có nó cũng có trường hợp đồng dạng của tam giác vuông thì tôi sẽ mở rộng một chút nữa thôi còn sau này chúng ta sẽ tìm hiểu chuyên sâu thêm một buổi khác về chứng minh đồng dạng của tam giác vuông thì sẽ gắn thêm cái này một chút góc góc nhá thì nếu mà mình phát triển ra mình nghĩ đến tam giác vuông á thì hai tam giác vuông nó có sẵn một góc vuông chưa như vậy nếu mà nói về hai tam giác vuông thì chỉ cần có một góc nhọn bằng nhau nữa là xong rồi thì ta cũng chứng minh được ngay hai tam giác để đồng gì đấy nếu mà nói về tam giác vuông thì cần có một góc thì nữa thôi á một góc nhọn nữa là xong luôn cái này tôi khai thác thêm một chút thế là có ngay được đồng dạng luôn đúng không để mình tập mình nhìn mình, hình, mình phản xạ nhanh hơn ạ dạ. đấy vâng chúng ta sẽ học nhé học chậm vậy chứng minh tam giác AMN đồng dạng với tam giác ABC bằng ba cách Tôi cho một bình một ý thôi Đấy, đây, đúng một ý duy nhất chứng minh tam giác AMN đồng dạng với tam giác ABC bằng ba cách bài khởi động này chúng ta ôn và cũng là học cách chứng minh à, mẫu chúng ta sẽ nói đến cách một cách một ai nghĩ đến đó là cách gì ạ à, cạnh 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 đúng không vâng xin mời một bạn có thể giải thích nôm na la, la cái ý hiểu của mình theo công thức mời bạn à, bá hoàn à micro micro của báo hoàn thầy không nghe được thầy chuyển sang bạn khác đi ạ mời bạn uh, khải nào khải nói thầy cái ý nghĩ của mình nào chính nào chính nói thầy nghe nào em thấy là, 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 cạnh 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 rồi tiên là em tính ab là bằng sáu ac là bằng chín rồi em uh, tính các tỷ lệ thì am phần ab bằng một uh, phần ba tính các tỷ lệ và ra các tỷ lệ nó bằng 1 phần 3 thì em suy ra tỷ lệ bằng nhau rồi là kết luận hai nó giác đồng dạng nó trường hợp cạnh 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 ra xong được chưa đây thằng này là hai này thì chia cái thằng AB là 6 không 2 phần 6 là 1 phần 3 3 phần 9 là 1 phần 3 5 phần 15 cũng là 1 phần mấy 1 phần 3 như vậy ba cái cặp cạnh của nó đúng tương ứng tỷ lệ đều bằng 1 phần 3 không? như vậy từ đó suy ra ta kết luận hai tác giác này đồng dạng nó trường hợp cạnh 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 nếu mình học tư duy thì mình sẽ loát rất nhanh nếu không mình chỉ trình bày như sau thế nên là dựa vào hình vẽ đi thì cái này cái tư duy cộng đoạn thẳng ấy, nó không có gì khó cả chúng ta sẽ có là am phần ab sẽ bằng 2 phần 6 và bằng 1 phần mấy ạ 1 phần 3 an phần ac sẽ bằng 3 phần 9 là bằng 1 phần 3 và MN phần BC 5 phần 15 cũng bằng 1 phần 3 xong và trình bày độc dạng như sau rồi y xì như chúng ta đã tâm bằng nhau rồi ạ xét tam giác AMN và tam giác ABC có AM phần AB bằng AN phần AC bằng MN phần BC vì cùng bằng bao nhiêu ạ? Mình giải thích luôn. Đấy, cùng bằng 1 phần 3. Thì ta kết luận ngay hai tam giác này đồng dạng. Theo trường hợp đầu tiên đó là cạnh cạnh cạnh. Vậy thôi, đơn giản. Như chứng minh nhá. Vậy còn cách số 2 à, chúng ta đặt tình huống còn cách số 2 chúng ta sẽ chứng minh là cạnh góc cạnh góc ngay cái ký hiệu của nó những người thông minh ấy và các nhà toán học của ta đều viết ra những quy ước là đều gửi gắm cho người ta nội dung ở đó chứ không phải người ta viết lung tung đâu có hiểu không ạ góc ở giữa này tức là góc ở giữa tức là góc ở giữa cặp cạnh tương ứng tỷ lệ có hiểu không ạ đấy không không người ta viết lung tung làm gì người ta viết nó có hàm ý của nó mình nhìn phát mình đọc được ngay nội dung có hiểu chưa ạ thì nó nhanh hơn. Cách 2 ạ. Cách 2 chúng ta sẽ có định hướng thế nào nhỉ? À, nó có bạn mách thầy à, ở phía trực tiếp rồi ạ. Tôi xin mời một bạn ở online bổ sung với thầy xem nào. Mời bạn Minh Quân nào, Minh Quân trả lời thầy cách số 2 chúng ta đang chuyển sang cái định hướng là cạnh góc cạnh thì theo con còn không có cái gì nào? Con cứ nói đi hai hai cạnh là uh, AM trên AB về bằng 1/3 AN trên AC bằng 1/3 xong rồi chung góc A nữa. luôn. Đấy, người, người ta học người ta thông minh ý. Các con nhớ thì tao dạy cái mẹo học nó giàu rất nhanh luôn, đúng không? Góc xen giữa đây rồi, A chung rồi đúng không anh em? Và toán xong. Được rồi. Vâng, chúng ta sẽ có luôn. À, xét tam giác AMN và tam giác ABC Đã, có AN trên AB bằng AM trên AB chứ đúng không? AM trên AB bằng AN trên AC lý do là cùng bằng một phần mấy ạ, một phần ba, A là góc chung tương tự như tam giác. Từ đó ta kết luận tam giác AMN sẽ đồng dạng với tam giác ABC. Theo trường hợp thứ hai là cạnh góc cạnh. Phần nhập môn đã, đã sắp xong rồi. Còn một tình huống thứ ba, chúng ta sẽ sang tình huống là góc góc. Mời bạn Ngọc Lâm nào? Ngọc Lâm đã hiểu được ra cái cách số 3 chưa? con hình chưa rõ cách số 3 lắm ạ à, con để micro đấy Thế thì muốn làm là cách số 3 chúng ta phải chỉ ra cho người đọc hai cặp góc tương ứng bằng nhau chúng ta đã sẵn dạ. sàng có góc thứ nhất a là chung chưa bây giờ chúng ta dạ. còn thiếu góc nữa thì chúng ta sẽ nghĩ đến cái thằng góc m và góc b dạ. mà muốn muốn có được hai góc này bằng nhau thì dạ. mình lại phải đi chứng minh hai thằng này xong gì xong dạ. xong dạ mà muốn chứng minh song song thì con đã có tỷ lệ chưa thế là Đó dùng rồi. con suy ra song song có song song suy ra đồng vị bằng nhau thế là có cặp, cặp bằng nhau lại chứng minh để tăng tác được tam giác đồng dạng cái luận lời giải rất đơn giản con đã hiểu cái kỹ thuật luận chưa Được. rồi như vậy là ước mơ là cần hai góc này còn khi nó có song song cũng thích dùng cặp lạnh được lúc đấy thì lại nhà có điều kiện này có đúng không lúc đầu nó bí mình đã chứng minh được ra lại mở ra rất nhiều hướng và con có thể tăng micro đi như vậy chúng ta sẽ cần chứng minh hai này song song như vậy là muốn có mà ở đây có rất nhiều các số đo nghĩ đến đoạn thẳng tỷ lệ và áp dụng định lý ta lét đảo để chúng ta sẽ suy ra xong thế xong song ta lét thuận là có song song suy ra đoạn thẳng đứng tỷ lệ và ta lét đảo ngược lại đúng không có tỷ lệ thì suy ra song song như vậy chúng ta sẽ có như sau là vì AM phần MB bằng AN phần NC vì cùng bằng bao nhiêu ạ? Một phần mấy nào? Cùng bằng một phần hai. Đúng không? Nên suy ra MN song song với cả BC. Mở ngoặc ta lét kìa. Lét Thấy ghi này chuẩn từ. Nhỉ? Đúng không? Nó là, có được song song thì bây giờ lắp vào thì ngon chưa? cặp này bằng nhau này, cặp này bằng nhau cũng được này, hoặc cặp này bằng nhau này, thằng này chung cũng được này. phải không ạ? Bây giờ nó lại sáng ra như vậy cách thứ ba chúng ta sẽ có là xét tam giác AMN và tam giác xét đã xem nó có được không? Tam giác ABC có A là góc chung. AMN này bằng góc B này lý do là đồng gì đồng vị này từ đó suy ra tam giác AMN này, đồng dạng với tam giác ABC này theo trường hợp là gì ạ góc góc và đương nhiên nhớ nhé khi mình đã có được tam giác đồng dạng thì mình có thể lật ngược lại suy ra các cặp cạnh tương ứng tỷ tỷ lệ các cặp góc tương ứng thì sao bằng nhau cạnh thì tỷ lệ bằng góc thì bằng nhau đúng không còn cạnh thì bằng nhau là trong trường hợp đặc biệt là tỷ lệ 11 một đúng chưa được nào đấy là xong nội dung và cái phương pháp cũng như là mình trình bày về tam giác đồng dạng với nhau theo ba trường hợp thông qua một cái bài này thì mình vẽ để giới thiệu cho chúng ta nhớ được không À, tôi sẽ dạy các bạn cái mưu à, đồ để giải những cái bài toán bây giờ chúng ta tác động dạng được chúng ta cực dễ thế bây giờ à, các bạn kẻ hình đi xong tôi sẽ dạy các bạn các cái thủ thuật để chúng ta sẽ tìm ra lời giải của những cái câu hỏi liên quan đến tác độc dạng Thế thì à, đây là một cái hình vẽ tất cả các bạn dừng lại theo dõi trên màn hình nhá do ừ, dừng ở đây là chúng ta đang vào cái phần hình thực chiến tức là chúng ta đi, đi tư duy tìm lời giải để giải quyết vấn đề của bài toán À, các bạn nào giỏi cũng bình tĩnh khiêm tốn nhá để mình học cái kỹ thuật của thầy thêm cả sự của mình thì lại càng hay người ta cho một cái tam giác abc nhọn ai biết rồi ab nhỏ ac các đường cao như là ad be cf chúng cắt nhau tại đâu ạ tại h yêu cầu thứ nhất xử lý chứng minh là ae nhân ac bằng af nhân ab thì khi đọc cái đề bài này bắt đầu các con học sang cái thể loại giảm toán mới liên quan đến giác đồng dạng thế thì các bạn sẽ nhận thấy nó có cái gì đấy lạ lạ Mới con chưa va thầy ơi thì, thì theo kinh nghiệm của thầy cũng như là các cái sách viết của Việt Nam và cả thế giới thì những cái những cái hình mà liên quan đến có tam giác ta vuông này các cạnh này và người ta chứng minh cái tích bằng nhau người ta gọi là đẳng thức còn nhá đẳng là bằng không còn chứng minh đẳng thức ấy thì tỷ lệ cao sẽ gắn liền đến tam giác đồng dạng còn nhá thế thì tỷ lệ cao tại sao người ta lại nghĩ đến tam giác đồng dạng tí nữa chúng ta sẽ thấy nó sẽ mở ra tôi sẽ phân tích ở đây thì khi có cái tỷ lệ này này khi có cái, khi có đẳng thức này thì người ta nghĩ ra là ạ hai cái mu hai cái mu mu một là người ta lấy ae phần af thầy thầy nói nha thầy sẽ lấy này ae phần af á ae phần af tức là như này khi thầy đó à. lấy ra cái tỷ lệ là ai từ cái kia nhá thầy tạo ra tỷ lệ là ae trên af ae mà trên af thì phải bằng là ab trên gì ạ AC có nhìn thấy chưa khi nó thì nó khoanh lên thì nó sẽ được một tam giác là AEF tam giác này xấu bởi vì trên hình này nó đã xuất hiện những cái tam giác vuông gợi ý cho mình có thể hình thành là tam giác vuông đẹp hơn không thì tôi sẽ dùng cái giải pháp khác không dùng chữ kia đã tôi dùng AE phần AB sẽ bằng AB phần AC AE phần A, bằng AF phần AC. Bằng... Cảm ơn ạ, đấy, lỗi kỹ thuật. Cảm ơn các con nhắc thầy. thì khi đó con khoanh vào đây con thầy. AEB đúng không? A là chung đúng không? AEB con có tam giác vuông chưa? Bên này. AFC, AFC có góc F vuông chưa? Và đúng là góc A này chung không? À con. Như vậy hai tam giác vuông một lúc thì đóng mở rộng cho con chỉ cần chỉ ra một góc nhọn nữa bằng nhau là xong không? không còn thích thì mình nói thôi tam giác AEB này tam giác bên này nhá đấy, khi đó mình sẽ tạo ra tam giác AEB và tam giác AFC có hai góc bằng nhau bằng 90 góc A chung đúng nó đồng dạng chưa đây đây là tư duy nhá tôi đang dạy các con tư duy là giải thì dẫn đến là chúng ta sẽ đi cần đi chứng minh cho tam giác nào đồng dạng với tam giác nào thế thì mình sẽ thấy là mình chọn là tam giác AEB này đúng không tam giác AEB này đi từ góc chung đi xong đến vuông thành thằng quả cạnh còn lại đi là aeb đồng dạng với tam giác thì cũng aeb từng là af gì ạ đúng không và muốn chứng minh được cái này đồng dạng cho ta đã đủ yếu tố cho nó chưa hả góc 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 chưa con e bằng e bằng f bằng 90 này a là gì f ae chung này Đấy mình đang giải thích cơ sở Thì nó sẽ đồng dạng theo trường hợp gì ạ Góc góc này Đúng không Và nếu nó đồng dạng theo trường hợp góc góc Thì con sẽ con sẽ lật lại cái bản án của nó lúc đầu chúng ta Có là nếu hai tam giác này đồng dạng Thì con được quyền suy ra cặp cạnh tương ứng tỷ gì Con nhìn này đúng tỷ lệ này AE này 1, 2 này Chia cho 1, 3 đi AE chia 1, 3 đi à, 1, 2 chia 1, 3 Chắc bằng 1, 2 chia 1, 3 Đúng AF phần AC không Nó cứ tỷ lệ nó cứ tương ứng và thầy giáo đã dạy các con cái từ tương ứng đã xuyên suốt luôn từ ta đến tia phân giác và đến cả tam giác đồng dạng được chưa Đấy, mình mã hóa số nhé ae là một hai này chia ab này sẽ bằng một hai này chia một ba này ra cái này chưa và có được cái tỷ lệ rồi thì suy ra hai tam giác này đồng gì đồng dạng một ví dụ tiêu biểu thì bây giờ chứng minh là như nào chỗ này là tìm lời giải nhé đúng không Đấy, thì phải quay về lời giải quay về lời giải cho nó thì giải cho cái ý thứ nhất đã muốn nhanh vẫn phải từ từ đúng không? Đó, thế bắt đầu mình mới có là gì nhỉ? Xét Set... chỗ này đây này nó bày mưu cho mình này xét tam giác A E B và tam giác A F gì C có đó có đây E này bằng F này bằng 90 độ này F A E này là góc chung này từ đó con kết luận là tam giác a e b đồng dạng với tam giác afc theo trường hợp là góc gì góc góc chưa rồi thế các con ạ các con có thể nhìn vào tờ giấy nhát của các con hoặc lúc này con, con không chẳng nhìn cũng được con có thể tư duy ở đây đích của con là gần tạo ra những đoạn này đâu thế con nhìn đúng với con soi này con soi là ra này có một bạn học sinh đại trà bạn sẽ viết ba cặp cạnh này ra nhưng mà ở đây mình chỉ dùng bốn đoạn thôi mà nếu ba mà cặp cạnh thì sáu đoạn đâu nó dài quá không cần thiết thế các bạn loay hoay đi tìm ngày xưa lúc đầu tôi học thầy luôn mà chứ không quên không nghe thầy cô giảng thế nên tôi tự loay hoay đi tìm lời giải lâu quá sau này tôi mới nhớ lại thầy giáo giảng tôi tôi chừa là sau phải nghe giải cần tạo ra ae đích đến đấy đi kìa đưa phải chứng minh không ae đây thì mình có ae một hai chia bên này là af con phải cần ra tạo 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 đoạn AC nữa đúng không? 13 vừa lấy bên trái chứ bên phải không? Tiếp tục lấy bên trái chứ bên phải là 13 là AB con đến này nó tự ra vì nó đạt cái độ tương ứng không? Đó, đây là cạnh tương ứng khi đó con nhân chéo lên con có AE nhân AC đúng bằng AF nhân AB chưa? Điều phải gì chứng minh? đúng không đấy góc nó cũng phải tương ứng với nhau chứ con nếu con viết sai tương ứng là con sẽ xa tỷ lệ sai Bằng cách mình đúng. mò đây này đấy, từ cái a chung đi đến vuông đến thằng còn lại này, a chung đến vuông đến thằng còn lại này. mình chỉnh thứ tự đồng dạng chuẩn của mình cái lập tức mình chứng minh đúng hết luôn có hiểu ra không bây giờ mình uh, sẽ ghi cho thầy cái hướng này đã ghi hướng trước đi để mình ngộ ra xong rồi mình ghi lại giải xong rồi mình tập làm cho thầy cái ý thứ hai mình lại mò ra lại giải hiểu chưa mò ra tức là người ta cho cái này thì làm thế nào để mình tìm được ra tam giác là đồng dạng với nhau ấy, thì mình làm điều đó là mình thành công luôn Nên là mình sẽ đạt được đến mức điểm 7 rưỡi và 8 của hình học và phần chứng minh tam giác đồng dạng đấy đây nhá nếu này nếu chúng ta có cái này là chúng ta đang đi tìm lời giải cho nó đúng không nếu người ta yêu cầu chứng minh ae nhân ac bằng ah nhân ad mình soi ae ah ae phần ah tức là ae phần AH xem nào nhìn vào AE AEH là tam giác vuông đẹp đúng không có ba ba cái tên này chưa thì ở đây là thế thì mình chỉnh luôn đi AE phần AH sẽ bằng AD phần AC ADC đúng không A nó chung một đường đếm nữa ADC cũng vuông đẹp Ồ, AEH và ADC có chung góc A1 chưa? hai tam giác vuông không đồng dạng rồi ăn rồi vậy để mình chỉnh ở đây một chút nữa cho nó đẹp nào thứ tự đồng dạng sẽ là đọc là đi từ a là góc chung đi không đến vuông đi theo góc nhanh hơn a e h đồng dạng với tam giác đi từ chung đi. a d c chung vuông còn lại chung vuông còn lại đúng không? mình tự mình mã hóa cái cái câu lệnh trong đầu của mình ấy, nhá đấy là a, d, c chắc chắn đồng dạng góc góc chưa? các bạn có giải thích được chỗ này không ạ? À? OK, như vậy là đây nó có hai góc vuông này, góc này chung này, đồng dạng thì chắc chắn khi suy, suy ra cả cạnh tương ứng tỷ thì tỷ lệ tỷ lệ thì suy ra tích này sẽ làm sao? bằng nhau. có cần phải chứng minh nữa chứ không? đấy này, góc góc thì gồm có là à, lý do chỗ này là có là d bằng e này đấy thì mình ghi hướng thôi nhé. Đấy, chỗ này đúng không cùng bằng bao nhiêu độ ạ 90 độ này tiếp theo góc này bằng nhau lý do là a 1 là gì ạ chung này đấy đồng dạng theo trường hợp góc thì ạ góc góc này suy ra cặp cạnh cạnh tương gì cạnh tương ứng này thế là suy ra nó bằng nhau có đúng chưa nếu cái mẫu vừa rồi mình làm không là chúng ta có thể ghi cái hướng như vậy để chúng ta chuyển sang đột phá ý thứ ba ý thứ ba cũng vậy thôi hãy xoay một cách khéo léo thầy vừa giảng cho cái ý thứ hai rồi các con những ai đã hiểu được bài để bấm bấm nút ra tay thầy ạ rồi các bạn ấy nhìn thấy rồi tôi tôi, tôi không hỏi nữa bắt giờ nhá bắt đầu ạ tôi sẽ chọn cái ae trên ab thì sao ae ae là con nhìn nhá thầy đánh dấu này ae là thầy đã chọn tỷ lệ là trên ab thì là aeb không đúng không con sẽ bằng ef trên c gì cb AE trên AB thì là AEB, AEB nhìn thì đẹp, đúng không? Nhưng EF trên CB, e, CB lại 4 điểm rồi, EFCB học. À, trường hợp này bị gì? Loại, đúng không? Đối với trường hợp khác. Đấy là cách mò thôi. Mò này không được mò sau này. AE trên gì? EF. Đúng không ạ? AE trên EF AEF 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 bằng AB trên CB ABC B trùng -B B rồi mà ABC rồi AEF như vậy thầy phải nối E với gì ạ E với F Vâng Như vậy là ta sẽ cần một cái định hướng đưa ra. Các bạn nhìn này, A chung không? A, E, F đúng không? Sẽ đồng dạng với tam giác A, B, C. Đây này, chỗ này to to này, ứng với B này thành nhọn hơn này. chéo này, nhìn thấy chưa? Tự tương hướng cạnh này, nhìn về hình là dự đoán được ngay. Thằng AE ngắn hơn AB không? Thì tương phải là AB phải ngắn hơn AC chưa? Đi theo đường chưa ạ? Rồi, như vậy là chúng ta đã có một cái yếu tố gợi ý cho chúng ta ở đây. Đó là góc A, B, A, C chung. Vậy chúng ta mở ra hai con đường ở đây. Một là tìm ra một cặp góc nữa bằng nhau. Đúng không? Có góc này chung chưa ạ? Thì tới đây nó lại mở ra hai con đường cho chúng ta lựa chọn. Có thể lựa chọn một cặp góc nữa bằng nhau một cặp góc hoặc là gì còn một trường hợp nữa là cạnh góc thì ạ à, cạnh góc cạnh đúng không còn một trường hợp nữa có thể mở ra là hai cạnh gì ạ à, tương ứng tỷ tỉ tỷ tỉ lệ cho anh góc này xem giữa góc bây giờ tìm vào là bí rồi có phải không thì mình nghĩ đến cạnh này, này. ae này chia cho af này thì góc A này xem giữa không? Thì bằng AB này Trên AC này Nào, mình lại ước mơ Ước mơ của mình cần có AE Trên AF Góc là tịp rồi, đúng không? X gì? Bí, đúng không? Quay sang đây AE trên AF Bằng AB Trên A gì? AC Có ừ, đúng không? Có chuẩn không ạ? Nếu con chỉ được ra bài này lập tức kết luận ngay trước kia lại thông lên trên lại xong. Đúng chưa? AE trên AF bằng AB trên AC lại ý À, thì sao nào? Mình lại dùng mình lại chứng minh tỷ lệ được không? Mình coi đây là một bài toán nhỏ của mình. AE trên AF, AE trên AF thì các bạn mà lại lắp lại lại quẩn về cái tam giác này thì các bạn thông minh vào các bạn sẽ đổi cho thầy là AEB tức là chúng ta có thể cần một cái tỷ lệ khác là Đi lại thức ấy AE trên AB mình xoay nó đi bằng AF trên AC nếu tôi có được điều này tôi suy ra điều này đi nào thế nào AE phần AB AE phần AB ô oh, tam giác AEB vuông chưa bên này AFC AFC cũng vuông chưa góc này chung ô oh, thế là ta sẽ chứng minh được ta lại cần chứng minh được tam giác AEB đồng dạng với tam giác A, E, B đồng dạng này A, F thì C thì Cái này mình có chưa ạ Có hai, hai cái hai tác hay đồng dạng chưa Có ngay từ đầu đây này, này Có ngay từ đầu mình có là A, F nhân A, B bằng A, E nhân A, C Ta suy ra điều này, này Tức là có từ ở trên rồi Ta có được cái là A, E nhân A, C Mình làm mình không nhớ Bằng A, F nhân A, B Còn nếu người ta không hỏi câu này Người ta không không có câu này Thì mình lại đi chứng minh hai tác hay đồng dạng rất nhanh đó là trường hợp đồng dạng theo trường hợp góc gì góc góc đấy phải nghe giảng để hiểu nhá thì ta vẫn đi chứng minh tay bo được là tam giác AEB đồng dạng với tam giác AFC là hai góc vuông có góc này chung chưa nhưng mà bây giờ khi mình làm tới đây mình thấy à, thấy ơi câu này mình có rồi AE nhân AC bằng AF nhân AB thì ta chỉnh ra cái tỷ lệ này chưa ta chỉnh ra tỷ lệ là ta chỉnh ra tỷ lệ này chưa chỉnh ra tỷ lệ nó có góc này chung chưa thế là hai tam giác này đồng dạng theo trường hợp là gì con cạnh góc gì ạ à? cạnh góc gì đúng không có cạnh không cạnh lại suy ra cái này và cuối cùng cái này bằng nhau ổn chưa đây chính là sơ đồ tìm lời giải các bạn ghi cái hướng này của nó đi này các bạn sẽ rẽ ra hai hướng ghi vào vở đi ghi vào vở đi cái này quan trọng Đây con con tập con còn tìm được lời giải đấy thôi thầy không trình bày nữa nha các bạn ghi vào đó là nó chưa xong mình nhẩm luôn cái lời giải mà thầy hướng dẫn này là xong nào vậy chúng ta sẽ chinh phục ý thứ tư bạn nguyễn mùi quân có hiểu được không ừ, con cố gắng học đợt này cho nó tiến bộ hẳn đi nhá Nào, chúng ta cùng uh, hướng đến cái hướng của chúng ta đưa ra như vậy để chứng minh được hai tam giác này đồng dạng thì có ba con đường con đường cạnh 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 thì khả năng ở đây là không ổn lắm bởi vì nó trắng sút đo như vậy còn hai con đường đó là con đường cạnh góc cạnh hoặc là con đường góc gì Nào cạnh góc cạnh ừ. đấy thì bây giờ mở ra nhá FHE FHE tam giác chỗ này đồng dạng với BHC BHC con nhìn nhá bây giờ thầy giáo tô một chút nha cho con nha tô vào nó hơi nhẹ nhẹ chút nhưng mà nó cũng sẽ có điều đánh dấu cho nó tốt hơn Đã. BFHE và BHD BHC thì các con nhìn thấy hình ảnh ngay ở đây con đã có một cặp góc đối đỉnh chưa đúng không như vậy cái ý tưởng của con đã có được cái góc là FHE bằng bhc lý do là đối gì đối đỉnh như vậy cái yêu cầu của chúng ta cần ở đây nữa đúng không chúng ta đã xong một nửa rồi còn một nhiệm vụ nữa thì có thể tìm ra một cặp góc nữa bằng nhau đúng không ừ. thế thì nếu mà nó gặp khó khăn đấy thì thường người ta sẽ nghĩ ngay liên tưởng đến khi có cái góc này, này cạnh này, này. đó là mình cần bổ sung cho người ta cái cặp cạnh là fh phần HE bằng đây của cái tam giác không? FH phần HE nó kẹp vào đây nữa sẽ bằng là BH phần H HC đúng không con? Thì là kết hợp với cái góc này bằng nhau và cái cạnh tương ứng tỷ lệ này nó sẽ đồng dạng ra trường hợp là cạnh góc gì ạ? Cạnh góc cạnh. Và nếu chúng ta đang gặp khó khăn ở chỗ này các bạn đúng không? Các bạn tiếp tục tìm được rồi FH phần HE bằng BH phần HC. FH phần HE bằng BH phần HC. Con nhìn nào. Con nhìn tỷ lệ này đi. FHE. FHE. Nhìn vòng qua đây đúng không? Thì chúng ta vừa có cái võ là nếu nhìn đây được mình đổi tỷ lệ khác. Mình có thể là FH phần B gì? BH bằng HE phần HC. Đúng tỷ lệ lớp 7 mình được học không? Đúng chưa? Mình sẽ đổi sang là FHB. Nó ra được rồi. FHB là tam giác vuông bên này. Và... HEC HEC ta ra vuông bên này Ô đối đỉnh đúng không anh em Vuông đối đỉnh đúng đồng dạng chưa Thế thì rõ ràng tới đây chúng ta sẽ tìm được ra tam giác F HB sẽ đồng dạng về tam giác đi từ vuông đến góc bằng nhau thì là E H gì C đúng đồng dạng chưa theo trường hợp góc góc không còn F này bằng E này bằng bao nhiêu độ nào? 90 độ này, một nữa đó là H1 này. Thì bằng H3 này, H2 này. Đối đỉnh chưa? Chỗ này giải thích được hết chưa? Thì thông lên trên đây thì hai tam giác này đồng dạng theo trường hợp gì ạ? Góc góc. Đúng không? Hai tam giác này đồng dạng thì suy ra cặp cạnh tương ứng tỷ lệ không? Đây, FH phần BH 12 phần 32 bằng 12 EH phần 32. Đúng chưa? Có cái này lại suy ra cái tỷ lệ này tỷ lệ này kết hợp với cái góc này đối đỉnh bằng nhau suy ra hai tam giác này đồng dạng theo trường hợp là gì cạnh góc cạnh bài toán được giải đúng chưa có phải không có trình bày lại từ đầu cho các con không ạ có trình bày được không à hai thầy thầy trình bày à còn à, 6 phút nữa giờ ghi cái này có hiểu được không ạ ok nhá rồi ừ, thì nếu không ghi lại thì nó cũng không học được bài năm nữa đấy đây là cái thực chiến để chúng ta tìm được lời giải đấy chúng ta sẽ cố gắng cày thêm một ý cuối cùng đó là chứng minh rằng bf nhân ba cộng ce nhân CA sẽ bằng bc bình phương chính bạn đã nghĩ được ra là rất tốt này tí nữa tôi sẽ dạy các bạn một cái thuật trong cái hình này lần sau các bạn nghĩ ra cái lời giải là cực nhanh luôn khi học hình thì mình nên có những cái quy luật vâng bây giờ thầy sẽ nói nhé đừng ai nghĩ nữa thầy giáo sẽ mách cho một cái võ này trong hình học ấy trong hình học nó hay ở chỗ như này này khi làm khi mình học ấy, mình phát hiện được quy luật ấy, thì nó sẽ giúp mình tư duy hình rất nhanh đây thầy nó sẽ chỉ cho con quy luật nhé xong con đọc qua thầy con tập đọc qua thầy bằng hình trước nhé con tập đọc trước trên cái ý này à, những cái thông tin là chúng ta có trên hình này đó là mình có ae nhân ac thì bằng AF nhân A AB đúng không con? AE nhân AC bằng AF nhân AB. Nhìn cái đường cao chưa? Mình cắt vào đây không? thì gợi ý cho mình, mình có thể viết là BF nhân BA sẽ bằng gì? Đi nhá, đi từ cái đỉnh này, đi từ cái đỉnh này, A đi ra này, AE nhân AC bằng AF nhân AB thì bây giờ đi từ B đi ra. BF nhân BA sẽ bằng B gì? BH nhân B gì? BE cũng được đúng rồi. Hoặc bằng gì nữa? Khi ra đây. Siêu đấy, chắc chắn nó ra không? Có thử chứng minh vui không? Thì chứng minh vui một chút nhá. À, tôi chọn cái đầu cuối đi thì mình có BD phần à, BF phần BD đi thì tam giác này hơi méo đúng không mình sẽ chỉnh là BF phần BC đi Đấy, không? Nhỉ? BFC chưa sẽ bằng BC à, BF phần BC là BD sẽ phần B gì BA BD BA đúng chỗ này vuông chưa chỗ này góc chung không hai góc vuông chưa đồng dạng cái ra chưa nhìn thấy chưa nó có vai trò đấy tương tự cái này không rồi nhá để con đọc cho nó nhanh ấy mà còn con thừa sức chứng minh được rồi nào thế thì đi từ c đi thầy có là ce nhân ca sẽ bằng gì cd nhân gì thiện cb đi cho nó cho nó cùng chiều từ c đi ừ, c, đúng rồi hoặc có thể bằng gì nữa ch nhân chứng minh được không thử một cặp này nữa cho nó vui cho thế nào ce phần ch ce ch đẹp thì bằng CF phần C gì? CA. Có đồng có đúng dạng không? CEH CEH vuông chỗ này nha. CFA CFA vuông chỗ này nha. Thì thì cái góc này này và cái thằng H2 có bằng nhau không? Vì sao? Vì H2 cộng với C1 được bao nhiêu độ nào? 90 góc A cộng với C1 cũng bằng 90 thì đúng A bằng H2 chưa? ạ? Đấy, chứng minh được cái tam giác là mình sẽ nghĩ đến cái CEH đó là C E gì ạ? CEH đồng dạng với à nó cùng C chung luôn rồi C CEH thì là CFA. đúng góc góc chưa hai góc vuông góc C này chung nữa chưa tích chứng minh nào chẳng được thế là có cái tỷ lệ này có cái tích này chưa con nhìn quan sát quan sát quan sát hình chưa sau này con gặp cái bài này con đoán được ngay Nhìn thấy chưa Bây giờ chúng ta sẽ tư tươi sang tư, tư kia một lốt nhạc xong luôn Bắt đầu Cái âm mưu của người giải toán ở đây là đưa cái tổng này về BC Thì mày cố gắng mới đưa cái tích này có thằng nào liên quan đến BC Để tí nữa mình cộng mình dồn nó vào Đúng không? À, bắt đầu anh em dịch vào đây Chỗ này là không gian nó hơi chặt Tôi chéo ra đây là BF nhân BA có gì liên quan đến BC không? BF nhân BA sẽ đổi thành cái tích nào có liên quan đến BC? BD đẳng cấp nhân chính xác cộng thằng này rách ra đây đi. Thế là gì con? CE nhân CA sẽ bằng gì? CD nhân có chứng minh được không? Rất đơn giản chính vì ngoài bài kia thì mình lắp vào đây. Mày chết cho bà cái tổng này sẽ bằng gì đây? có gì chung đây ạ à? bc chung chưa như vậy chúng ta sẽ có là bd cộng với cd bình đặt ra ngoài nó xuất hiện cb chưa đúng chưa hả à các con cái tổng này lại bằng gì ạ à? ô hay thế nhỉ dạ nó đã được tới bc bình phương chưa ạ hay à dạ chưa đâu phải cắt môi Thế mà thầy ơi trình bày thế nào mà thầy? Thì con chứng minh cái này trước đi, giống kỹ thuật bên kia. Và chứng minh cái này dựa vào hai tam giác đồng gì? Đồng dạng. Con chứng minh hai cái này bằng nhau dựa vào tam giác đồng gì? Đồng dạng. Từ đó con có cái tổng này viết bằng cái tổng này, tính cuối cùng ra bằng BC bình phương con kết luận để phải chứng minh. Được chưa? Có hiểu không ạ? Như vậy bài toán phụ của mình phải mình đi chứng minh hai cái đẳng thức này trước. Nhưng mình dự đoán hình học bằng cái tính chất thầy dạy con ở đây rồi. Con sẽ đếm rất nhanh, con đổi tích rất nhanh luôn con mà biết thừa để đủ đúng tính ra ta chứng minh sao có hiểu không ạ thế là chúng ta sẽ giải quyết được ngay bài toán các bạn đã hiểu là cách làm của ý thứ năm chưa các bạn nào các bạn hoàn thiện được cái ý thứ năm đấy nhá đấy chúng ta lưu ý là chúng ta phải chứng minh cái ý là BF nhân BA bằng BD nhân BC đã nhá xong rồi chứng minh ý thứ hai là CE nhân CA bằng CD Nhân CB hai cái ý này chứng minh bằng phương pháp thầy đã dạy chưa? Thầy dạy rồi đúng không? Đã học rồi đúng không? Phía trên á. Chứng minh xong mình lắp cái này vào mình thay vào cuối cùng nó ra BCB. Hiểu cách làm chưa Tiến? Bài học đến đây là kết thúc, các bạn ghi xong nội dung thì có thể được nghỉ. Tôi sẽ gửi video bài học bằng bài tập về nhà có một bài giảng bồi dưỡng học sinh khá giỏi phần tam giác đồng dạng tiếp theo. Chúng ta sẽ hoàn thiện tất cả vào vở nha. Rồi chào các em. Nhớ giải phòng của chào thầy một chút cho nó lịch sự ấy. Nhiều người ừ. chào nó gì đâu. Ừ. Chào thầy ạ. thầy ạ. Ừ. Yeah thầy. thầy ạ.